chôn mai có 300k một nhát thôi à? Thật mà con ý chưa làm cave thật. Anh em mà ai đã từng lệ con đấy bấm cái chữ ok cái, ai đã từng nện con ánh người yêu thằng Long Phú Quốc, thằng Long rau má, anh em bấm chữ ok cái, ai đã từng được gặp cái con ấy ở quán cà phê ở Xuân Mai cho chữ ok cái. Chả đúng, trước con đi làm cà phê mà trước con đi xấu bỏ mẹ, giờ nó có tí tiền nó mới hút mỡ với cả tiêm cằm mới nâng mũi. Mẹ trước kinh, trước phát khiếp, nhìn nhìn vẫn Long rau má cặp mấy cả Tuyết Cố Thổ. Chào Linh Tuyết nhá. Long rau má cặp mẹ Tuyết Cố Thổ Xuân Mai hay kinh rồi. Khét rồi. Kinh kinh rồi, thật sự là kinh. Mô đen tắc kinh luôn. Ở Cố Thổ mà, nhưng mà bây giờ nó nghỉ rồi, nó yêu thằng Nam Quốc nó nghỉ rồi. Nó yêu Nam Quốc thì nó nghỉ làm rồi. Còn nếu mà giờ mà chia tay thằng Long rồi lại quay lại vạch đích nha, lại quay lại vạch xuất phát thôi. Ông Khánh thì rất là tôn trọng anh em Thanh Hóa nhưng mà trừ thằng Long Phú Quốc ra nhá. Anh em nhá. Quán hai cây dừa. Chuẩn mẹ luôn, đúng quán hai cây dừa thật. Ông này nói chuẩn thế nhỉ, đúng quán hai cây dừa thật, Long giềng mẹ. Long rau má cho thằng Long nó về, đúng bản chất bán rau má đây anh em ơi. Khánh rất tôn trọng anh em Thanh Hóa nhưng mà trừ cái thằng Long rau má thôi nhá. Đúng rồi, trước con đến làm ở quán hai cây dừa đấy. Chuẩn đấy. Dụ Thái Bình Diễn Châu nợ tiền Xuân Xù thì sao, khi nào giải quyết? Nợ cái mẹ người ta liên quan đến mày à? Mày hỏi ấy như là mày quan tòa ấy nhỉ? Nợ cái mẹ người ta việc của mày à? Anh Thái Bình chơi với tao ấy, việc của mày à? Mày hỏi như thật đi. Bố như mày. Vũ anh Thái Bình nợ Xuân Xù. Nợ cái mẹ người ta việc mày à? Bố con lợn này. Nợ Xuân Xù. Bố con lợn này. Hello chú, Khánh sực Xin chào cháu nha.